sử dụng Windows cho máy tính của Huawei. Theo một báo cáo từ SCMP, Microsoft vừa ngừng cung cấp cho máy tính của Huawei giấy phép sử dụng Windows như một phần trong nỗ lực tuân thủ các hạn chế thương mại của Mỹ đối với tập đoàn Trung Quốc. Cũng giống như đối với việc rút giấy phép sử dụng Android của Google hồi tuần trước, các máy tính hiện tại của Huawei sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự đình chỉ quan hệ này và thậm chí vẫn có thể tiếp tục cập nhật phần mềm trong tương lai. Tuy nhiên, các máy tính sắp tới của Huawei sẽ không thể sử dụng Windows mà buộc phải thay thế bằng một hệ điều hành khác. Nhóm dịch vụ của Microsoft cũng đã bắt đầu rời khỏi trụ sở làm việc chính ở Trung Quốc tại Thâm Quyến, SCMP cho biết. Dẫu vậy, điều này không có nghĩa là Microsoft sẽ cắt đứt hợp tác vĩnh viễn với Huawei, việc đình chỉ kinh doanh giữa hai công ty có thể chỉ là tạm thời, tùy thuộc vào diễn biến của cuộc chiến thương mại Mỹ Trung, một nhân viên giấu tên của Microsoft cho biết. Bên cạnh Windows Microsoft có thể sẽ ngừng cung cấp cả phần cứng như máy chủ và dịch vụ đám mây đối với các máy tính của Huawei. Trước đó, Microsoft đã lặng lẽ rút bỏ tất cả sản phẩm laptop của Huawei ra khỏi trang web bán hàng trực tuyến, như một phần trong việc tuân thủ sắc lệnh của chính phủ Mỹ. Máy tính của Huawei không thực sự phổ biến trên thế giới, nhưng là quân bài chiến lược của tập đoàn Trung Quốc nhằm đẩy mạnh vào thị trường máy tính sách tay ở Mỹ với các thiết bị giá cả phải trang hấp dẫn máy tính PC và laptop là mảng kinh doanh chính của Huawei tại Mỹ và công ty đang đầu tư để cạnh tranh trong thị trường này, một phát ngôn viên của Huawei cho biết hồi đầu năm nay. Với việc không thể sử dụng Windows nữa, Huawei nhiều khả năng sẽ thay thế bằng hệ điều hành Homemen, vốn là giải pháp đa nền tảng vừa có thể chạy trên laptop và điện thoại do hãng phát triển. Nguyễn Nguyễn Theo SCMP, Spower User